đó. Không phải cái giữa đó, chào mừng em năm nay sẽ có người có chào hỏi cưới ta đó ta ta, mà em hỏi mà em bảo lấy bảo em mà em bảo lấy cái lễ sinh rồi cái giữa trước đó là gì? Chào mừng em năm nay sẽ có người có chào hỏi cưới. Hàng Châu, Hàng Châu, Châu là tiếp luôn. Hàng Châu. Alo gia đình ơi, chuẩn bị Hồng Loan và anh Đông Quân sẽ lên sóng nha. Cả nhà chuẩn bị nha anh, em sẽ hát bài mở màn đầu tiên rồi sau đó xuống nghỉ ngơi tí xíu. Tiếp bắt đầu tiết mục thứ tư hai anh em sẽ bắt đầu hát tiếp nữa. Cả mùa xuân năm nay sẽ có người cô tí. Cái bài có thằng cô tí. Bài có thằng cô tí đó. Cái bài cô tí. Ai muốn có cô tí thì coi bạn chuẩn bị xem bài này nha. Giờ trong đây hôm nay là cũng có Lu Su Bu theo ủng hộ cho Hồng Loan nữa nè. Lu Su Bu của Sóc Trăng với lại Hậu Giang. Và đặc biệt chúng tôi cũng xin được chân thành cảm ơn các
đồng hành và tài trợ cho chương trình. Xin chân thành cảm ơn sự góp mặt của quý vị và thiên nhiên đông vui của sự hiện diện rất đa dạng của các bà con chúng ta có mặt tại chương trình hôm nay, và tất cả quý vị như là những cung đường từng xuân mới đang hái nở để cùng chào đón mùa xuân của chúng ta đang về, và để như là chúc cho mùa xuân mới như thế nào quý vị chúng ta đã có mặt trong chương trình hôm nay. Xin quý vị cùng đồng hành một lần nữa. Xin cảm ơn cô Bình Đỗ Ngọc Thủy và Minh Hương xin gửi lời chào ông Trần Quốc Thắng, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, sẽ báo cáo tóm tắt kết quả kinh tế xã hội năm 2017 và các lời chúc tốt gửi đến bà con nhân dân những dịp xuân mới 2018. Kính mời ông. Xin quý vị chúng ta dành một phút thời gian nồng nhiệt để chào đón ông. Dưới sự lãnh đạo của quý vị, ở đây gần chân, của hội đồng nhân dân,
đó chẳng còn không có đủ, không có làm gì hết. Chúc chúc sinh nhật chị vui vẻ. Thôi đó hỏi đi ăn sinh nhật. Đó hồi đi ăn nha. Hai gắn bỏ nó lỗi không mà. Đó hồi đi ăn sinh nhật. Đó hồi hát xong hồi đi ăn nha. Đó giờ ở nhà đang đợi. Gặp đây vui rồi. Vui rồi. Hậu Giang hả phiền? Hả? Ủa mai chị hát Hậu Giang hả? Mai đi trực tiếp Hậu Giang. Mai đi nữa ha. Ngay cái quảng trường của năm rồi. Lên cái cá hả? Chào Xuân Nhi, mai kéo cá giúp cá xong đi. Chào Phước An, lâu lắm không á. Chào bé Phương, em nay nhà toàn là quen không nè. Đó, lóc mít nè, lóc mít nha. Chúc ca gia đình mình ăn Tết thật là vui vẻ nha. Người quen không hả? Nickname là lóc mít đó nha gia đình. Ai chưa biết đó thì vô vô tìm nha. Ở đây là Ngọc Quyền, nghệ sĩ. Nghệ sĩ, loại sĩ chị ba. Loại sĩ Ngọc Quyền. Dạ, loại sĩ. Hả? Hồi đó con chim mình à, chị nhớ mà, chị nhớ bữa bên bên xưa chị nhớ. Còn đây là Lê Minh, nick Lê Minh. Còn đây là gì? Đỏ quá. À. Khi nào tạo bốn lê các bạn chị làm. Ủa, em mắc rồi, mới làm lại ấy. Chị ơi, tại vì em bị mắc rồi. Ba đồng ý là cho em nha. Em bảo lại là mình cũng tên cũ nha chị ba. Anh Na, anh Na với anh đó. Rồi, chị biết rồi. Lấy cái tay ra. Lấy cái tay kèm. Bằng kèm quá ngại chị. Không khó, có gì không khó là cho lắm. Sản xuất kinh doanh, để các nghiệp. Trời ơi, bạn ơi. Trong năm qua, với sự nỗ lực của các hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và toàn thể nhân dân, đã được vì tất cả nổi trội và khởi sắc. Có cao như chỉ tiêu thực hiện đã đạt được so với kế hoạch. Chị Vũ Ngọc, đây không phải, bữa nay không phải sinh nhật Loan đâu nha. Và dân dự các dùng xã hội, số hội, có được công năng, tỷ lệ, dù đặc trưởng quốc gia, xã, đặc trưởng y tế quốc gia, tỷ lệ người dân. Tiêm giảm đập như ngày nào quá chị? Tự nhiên đến tiêm quá thôi. Mỗi lần gặp là tiêm đập vậy đó hả? Nhập đồ. Tiêu hội đầu tư, các dự án. Chào anh Hiền, chào Tiến Tô Liên. Chào em trai Nhật Duy. Về em Tết vui vẻ nha. Chào anh trai Việt Nguyễn. Chào Trương Thảo Nguyên. Lô Kim Ngọc, em hỏi bé Khảnh đi. Khảnh đâu rồi Khảnh? Ở đây nè mọi người hỏi em thôi, em làm gì em che mặt hoài đây nè. Ai hỏi? Giấu hai găng hở. Giấu hai găng hở ngại quá. Đẹp nhờ có nhiêu đó mà che lại. Ai hỏi vậy chị ba? Ai hỏi? Lưu Kim Ngọc. Anh Tiến Đoàn ơi, em mới hát xong bài giờ em phải đợi đợi tí xíu nữa, không Loan mới hát nữa. Ba nhập đi một tấm đi, một tấm đi chị ba. Nó nhà không có một tấm đi ngủ. Toàn dân, toàn quân và cộng đồng. Ta là một kẻ cảm thắng, một tấm gương gì ba.
Nói chào gia đình nha, chúc gia đình ăn Tết vui vẻ nha. Ông Loan chào nha. Chút xíu nữa Loan hát cái kia Loan sẽ quay và ấm lại sao cho gia đình mình xem ha. Chúc cả nhà năm mới vui vẻ.